chương 2. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng, này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nói giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Song ngươi có điều này khá, là người ghét việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh rằng, kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Si Mẹt Nơ rằng, này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, dầu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại về lần chết thứ hai. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Gâm rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết, nơi các ngươi là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cùng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng, này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và trơn như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cùng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, chỉ các ngươi khá bền giữ điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước, kẻ đó sai cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, các nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó từ nơi cha ta.
sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.